Vận mệnh đã định, anh sẽ có một cô con gái và ba cậu con trai. Lớn lên với toàn anh trai sẽ khó khăn lắm đó. Sáng nay Harry có rất nhiều việc phải làm, chải tóc, trang điểm, thay đồ nữa nè. Xui cái là các anh không hề hiểu điều này. Chờ bao lâu nữa đây? Khi nào con bé mới ra chứ? Mấy anh à, ai ở trong đó? Thế này nha, em phải vào ngay bây giờ. Đừng mơ tưởng nhà Martin là con nhỏ Harry á. Cho anh vào mau lên đi, em có nghe thấy không? Chào mấy anh, em đi trước nha. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Nếu Harry ở đây thì ai trong nhà tắm chứ? Tất nhiên là ba rồi. Thật khó tin là không ai nghĩ ra điều này. Trời ơi, cái mùi này. Phải dùng mặt nạ phòng độc thôi. Thôi để bữa khác chải răng vậy. Không gì tuyệt hơn nằm thư giãn và xem chương trình mình yêu thích. Nhưng các anh trai lại muốn độc chiếm tivi. Tránh ra coi Harry, và đưa anh cái điều khiển. Chúng ta sẽ xem bóng đá nha. Ủa, gì kỳ vậy? Em ngồi ở đây trước chứ bộ. Ba, các anh không cho con xem tivi kìa. Được rồi con yêu à, để ba ra nói với các anh con. Mấy đứa chúng ta có thể... Ủa, đang trận bán kết đó hả? Xích ra coi, ba coi nữa. Wow, trời ơi, ba cũng nhập hội luôn rồi. Ai cũng bỏ mặc mình hết trơn á. Ba biết rất nhiều trò chơi ngoài trời. Đi chơi cùng ba chưa bao giờ chán cả. Các con à, bắt lấy nó. Tối nay Harry có một cuộc hẹn. Trẻ con lớn nhanh ghê. Dừng lại, không hẹn hò gì cả. Bà không cho phép bà nha. Các con, cuộc họp khẩn cấp đây. Harry bé nhỏ của chúng ta bị bắt đi chơi cùng một tên ức ơ nào đó rồi kìa. Hãy hành động thật nhanh gọn lẹ. Đi thôi nào. Buổi hẹn đang đà nở rộ. Nhưng tiếc là ba lại không thích chàng trai Harry chọn. Bộ công an, bộ công an, nghe rõ trả lời. Dạ rõ thưa chỉ huy, con đang đợi lệnh. Vào đi, vào đi, rìa mép đây. Sẵn sàng tiến công. Đã rõ, gái đẹp đã sẵn sàng. Cuộc giải cứu bắt đầu. Đây là menu. Chúng ta gọi món gì vừa ngon vừa lãng mạn nha. Không động chạm nha anh bạn. Nhà hàng gì kỳ quá vậy? Bụi cây ở đây hung dữ ghê luôn. Hôn quá hả? Đừng có mà mơ. Lãng mạn của cậu đến rồi đây. Chúc ngon miệng. Mấy người đang làm trò gì vậy? Chúng ta không nên đến đây. Các chàng trai đã làm rất tốt. Tiến lên nào. Họ đã lấy đi mất rồi. Nè chú, phục vụ ở quán chú thật đáng xấu hổ. Nhìn anh ta làm gì nè. Ồ, cốc thai trên sàn nhà. Trời, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ôi trời, anh xin lỗi nha. Thật là quá đáng. Đủ rồi, không thể chịu thêm nữa. Anh đi đây. Sao anh dám bỏ em quen con nhỏ này hả? Cái đồ sở khanh. Cô là ai hả? Nhìn mặt quen quá ha. Brandon, anh đúng là đồ phá hoại. Thì ra cả nhà đều ở đây à. Mọi người phá hỏng tình yêu của con rồi. Con sẽ không bao giờ tha thứ. Chúng ta đã làm rất tốt mà, phải không? Cho thằng đó biết mà không dám làm vậy nữa. Ba là khách của con đó. Để con mở cửa. Tối nay tụi con tổ chức tiệc con gái. Ba không phiền chứ? Tất nhiên rồi, chơi vui vẻ nha mấy đứa. Lên lầu nhanh nào. Không thể để các anh dọa các bạn mình được. Nhưng các anh trai có bỏ qua chuyện này. Đi theo nhanh lên đi. Chúng ta phải tham gia bữa tiệc con gái này. Đừng có mà mơ nha. Không cho phép con trai. Mấy anh hiểu chưa? Xinh đẹp như vậy mà là người thường được sao? Và đây là nhiệm vụ cho những hiệp sĩ chân chính. Hù các nàng công chúa. Không thể ngồi như này được. Chúng ta phải có kế hoạch khác. Bắt đầu bằng việc nghe lén đi. Đi theo anh. Chúng ta sẽ xem các nàng công chúa đang nói chuyện gì. Nhưng hình như mấy anh trai đã chọn nhầm phòng rồi. Sao có tiếng động lạ vậy ta? Đây là ba. Chúng ta sang bức tường khác đi. Đó, đúng là đây rồi. Các cô gái ở ngay đằng sau nè. Tám những chuyện kinh điển. Như là về crush, rồi về trang điểm nữa. Ủa, tiếng gì á? Mình sẽ dạy cho họ một bài học. Này thì nghe lén này. Ôi trời má ơi. Sao tụi con gái cứ phải lén lút vậy kìa? Không còn cách nào khác để đối phó với những ông anh rắc rối. Ngôi nhà này chưa bao giờ có một phút bình yên. Bạn còn không thể cắt móng tay. Em gái à, anh có làm phiền không? Đúng rồi, móng tay.
Con trai cũng cắt móng tay chứ bộ. Bộ móng này rõ ràng là cần cắt giũa cẩn thận rồi nha. Giờ là lúc bàn tay phải thật gọn gàng. Anh em à, bắt đầu thôi. Ồ không, khi ba và các anh cắt móng tay, đó chính là ngày tệ nhất năm. Nhưng Kerry đã chuẩn bị sẵn sàng. Quan trọng nhất là bảo vệ gương mặt khỏi những mẩu móng tay bay tới. Rồi chuyện xấu gì cũng sẽ phải qua thôi. Tạ ơn trời thật. Giờ họ sẽ không nghĩ tới móng tay trong vòng một năm nữa. Con trai rất đơn giản. Một chai dùng cho mọi mục đích. Chỉ cần có bọt và có thể khử những mùi khó chịu là được. Đôi giày này cần phải giặt cho thật sạch. Lây à, đưa anh mượn chai xà bông đi. Có ngay đây. Cảm ơn em. Chỉ vài giây là đôi giày lại sáng bóng như mới nè. Ủa, không có bọt nữa hả ta? À, thật đúng lúc nè. Tiếp tục tắm thư giãn thôi nào. Cái chai này đúng là không thể thiếu. Sản phẩm 100 trong 1. Nhưng đôi lúc nó cũng bị hết à nha. Kerry sẽ cho mình dùng đồ của nó ha. Nó có hẳn một bộ sưu tập chai lọ ở đây luôn nè. Mấy tấm ảnh này để cho ai ta? Điều cần làm là tìm đúng sản phẩm hoặc dùng đại vài cái. Trời, và đúng là con gái rất biết làm đẹp. Đồ dùng của họ siêu tác dụng luôn. Mình thích rồi nha. What? Giống như hồi nhỏ vậy. Có mùi gia đình. Mùi gì như mùi dùng trộn sữa tắm vậy ta? Thật kinh khủng mà. Thật tàn nhẫn. Ba ơi, chúng ta cần nói chuyện. Harry, bữa tối đâu? Đói bụng quá à. Chờ chút đi. Sắp xong rồi nè. Chúng ta sẽ ăn món mà mọi người thích. Chúc ngon miệng. Không ai cảm ơn sao? Nấu ăn cho cả nhà rất là vất vả. Nhưng bạn không thể nghỉ ngơi. Giờ thì bạn phải dọn hết chỗ này. Con trai chưa bao giờ nghe tới phép lịch sự sao? Chắc là vậy rồi. Harry à, đồ ăn ngon thật đó nha. Họ lúc nào cũng vậy hết. Hẹn gặp ba buổi tối nha. Anh Lee, ở trường nhớ ngoan đó. Brandon, chúc anh làm bài thi thật tốt nha. Martin, hôm nay đừng có đánh nhau nha anh. Họ đi hết trơn rồi. Căn nhà chỉ còn mỗi mình Kerry. Nhưng nó giống như vừa trải qua một cơn bão vậy. Phải bắt tay vào làm thôi. Dọn dẹp thật sạch căn nhà. Đây là nhiệm vụ không đơn giản. Nhưng Kerry không ngại dơ bẩn đâu. Cô nàng đã quen rồi mà. Đầu tiên, hãy thu dọn hết đống vớ bẩn này. Và rồi xếp mọi thứ vào đúng vị trí của nó. Giờ là phần khó nhất, sàn nhà. Và bước cuối cùng đây. Coi bộ xong rồi đó. Ba và các anh sẽ rất vui cho mà xem. Khi nhà cửa sạch sẽ như thế này. Mọi người về rồi. Và tất cả lại bắt đầu. Ồ không, đừng mà. Bất bẩn, khoai chiên và bóng đá. Sao con trai không thể sạch sẽ được vậy? Một buổi sáng tệ hại. Những thứ cần dùng đều bị lẫn trong đống đồ này. Nè, mấy đứa thấy mắt kính của ba không? Xin chào, có ai không dạ? Còn Lây thì bắt đầu đông cứng rồi. Có người đã trộm đi chiếc áo len xịn nhất của anh. Ba không thấy đường nè. Trả lại kính cho ba đi. Martin cũng bị mất một thứ. Bộ jumpsuit yêu thích đâu rồi ta? Không thể nào. Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ? Ồ con à, thấy kính của ba ở đâu không? Trời ơi, hóa ra là bông hoa. Cái nón đẹp nhất của mình đâu? Không thể đổi cái này được. Tất cả là lỗi của các anh đó. Lúc nào cũng bừa bộn. Được rồi, chúng ta cần họp gia đình. Ba đâu? Ba đây nè. Nhưng ba đã bị lạc lối vì không có kính đeo. Sáng nào cũng như vậy cả. Sao con trai lại thiếu trách nhiệm vậy ta? Không giống như Kerry. Tủ đồ của cô nàng luôn gọn gàng. Dừng lại đi. What? Cả ba kính nhanh lên. Cả nón của anh nữa. Gì mà keo kiệt. Anh lớn mà không nhường em sao? Trả anh bộ chung suốt đi. Còn nữa,
Anh nên chia sẻ cái nón này chứ, Martin. Ba luôn dạy các anh phải nhường cho em gái mọi thứ. Và đây chính là kết quả của việc này đó. Em gái à, dậy thôi. Có chuyện gì vậy? Vẫn còn sớm mà. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Sinh nhật của em. Cảm ơn các anh nha. Em rất là vui. Bạn sẽ tha thứ mọi chuyện cho các anh khi nhận được bất ngờ này. Ủa, lát em quay lại nha. Đứng lại đã, Kerry. Em không được vào đó đâu. Chuyện gì thế này? Em phải đi mà, cho em qua đi. Ba sẽ rất buồn cho mà coi. Ba chưa có thời gian chuẩn bị quà gì cả. Tất nhiên, nhà bếp lại rối tung lên. Xem ra thay vì ăn mừng sinh nhật, hôm nay Kerry sẽ phải dọn nhà rồi. Con gái tới rồi hả? Sinh nhật vui vẻ, tặng cho con nè. Ra wow. là ba đang nấu ăn á hả? Thật ngọt ngào mà. Ai lại tức giận về chuyện này chứ? Đúng là ba và các anh rất bừa bộn. Nhưng họ là những người bảo vệ của Kerry. Được là cô gái duy nhất trong gia đình, thật tuyệt vời. Bạn có thích video này không nào? Bạn có anh trai không nè? Họ như thế nào? Hãy bình luận cho chúng mình biết nha. Hãy nhớ like video này, đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn về gia đình từ kênh Trum Trum Wow nha.